Dễ thương quá. Dễ thương quá. This girl. I want to write Vietnam. You can write Vietnam there. Can you write Vietnam? Perfect. Vietnam. Còn trái tim đây nha. Dễ thương chưa? Kim Ngân Sweet. Mọi người ơi, cho Ngân một cái like, chia sẻ và đăng ký kênh. Yeah. Tiếng đâu buồn mọi người ơi. Thích quá à. Đi ra ngoài quay nha mọi người. Để mặc đồ vô nè. Mặc đồ khăn toàn các kiểu nè. Mình chưa có quen lạnh mọi người ơi. Chưa, mới bắt đầu rơi thôi nên là còn cái lớp tuyết cũng phủ ít lắm mọi người. Yeah. Rồi bây giờ đi ra ngoài nha. Mọi người đi ra ngoài cùng với Ngân nha. Rồi giờ Ngân ra ngoài nè. À, cái cây trước nhà Ngân nó hết lá luôn. Cuối thu rồi. Hôm nay tuyết là Giáng sinh đến rồi mọi người. Yeah. Hi Murphy. Kia là em mèo nhà Ngân. Hồi xưa ở Việt Nam á, mình cũng sợ mấy em mèo đen. Nhưng mà qua đây cái xong cái ban đầu sợ nó, cái giờ thương nó nhiều lắm. Hi Murphy. Dạ. Em thích tuyết không? Thích không? Yeah, đây nè. Ai mọi người nhìn nè. Những cây dương sỉ tuyết đã phủ rồi. Đây mọi người nhìn nè. Hồi xưa ở Việt Nam á thì mình cứ chỉ biết cái bông tuyết qua phim ảnh thôi ha. Còn đây mà mình quay kỹ mình sẽ thấy được cái hoa tuyết nó giống như trên cái hình vẽ của mình á. Cái cánh tuyết á, mọi người nhìn nè. Đó. Đẹp quá. À. Đẹp mà lạnh thế bà nội luôn mọi người. Bởi vậy mới từ trong nhà ấm ấm ra ngoài đứng được lâu vậy á. Ok, bây giờ ra phía trước nha. Không, đây là đường sau nha mình. Đây là sân sau mọi người ơi. Ra xong qua nó rồi. Coi nè, chưa kịp chuẩn bị gì mang vậy thôi á, mang dép trong nhà chạy ra. Quay cho mọi người luôn. Đó, wow. Không dám quay cái mặt mình mọi người, mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy nên cái mặt nó sưng húp à. Hay là quay cho mọi người thấy chút xíu nha. Thấy cái mặt ngơ chút xíu nha. Đây, mặt đang sưng húp sáng, đang ngủ dậy. Nó còn tặng cho thêm bonus thêm cái mụn trên mũi nữa chứ. Nhìn mặt ú na ú nần. Đó. Tết quá mọi người. Có cô hàng xóm đang nói chuyện, mọi người có nghe không? Tuyết như vậy á thì là mình nhớ đến phim Hàn Quốc. Hồi đó mỗi lần xem phim Hàn Quốc mà tuyết rơi như vậy nè sẽ thực hiện điều ước không mọi người? Hình như là sẽ ước nếu mà cặp tình nhân đang yêu nhau thì sẽ ước cái gì đó cùng nhau, thấy tuyết rơi đầu mùa cùng nhau sẽ là ước được hạnh phúc hay cái gì đó. Tóm lại là sẽ làm một cái điều ước. Cây thông bên này nó cao không? Cây này chắc lâu lắm rồi. Dễ thương quá. Dễ thương quá. This girl. Where are you? I see you. Don't eat up. You think I cannot, Alina? Oh
Can I film in you? Alina, can you see here? Xấu quá cái mặt. Mới ngủ dậy mọi người thông cảm nha. What do you mean? Alina! This one. This one. Cái này to này. I say, I speak Vietnamese. This is a big one. I give to you a gift. Yeah! Oh my god. It's really big. It's really big. I got it. Hey girl. Hey girl. Hey girl. Oh, okay. Zero here. Kim Ngân Sweet. Mọi người ơi, cho Ngân một cái like, chia sẻ và đăng ký kênh Kim Ngân Sweet nha. I want to write Vietnam. You can write Vietnam there. Can you write Vietnam? Yeah. Had the heart. Viet. Perfect. Vietnam. Còn trái tim đây nha. Dễ thương chưa? Đẹp quá trời. Blackpink in your area. Blackpink là đây là nhóm nhạc Hàn Quốc người yêu thích nhất. Where's BTS? Here. Ah, I didn't see that. BTS Army. This is our favorite table. Cô ấy thích BTS, còn mình thích Blackpink. Và mình yêu Việt Nam. What is it? Jimin. Jimin, yeah. Jungkook. Sugar. I like sugar. Sugar. 1, 2, 3, 4, 5. V. V I have here. Okay. Jungkook, Jimin. Các thành viên của ban nhạc BTS. I want Lisa here. My Lisa. Why you? Lisa. Yeah. Hy vọng là Lisa sẽ sớm hết bệnh. Mình mới biết là Lisa đang mắc Covid. Và mong cho bạn ấy sẽ hết bệnh. Và sẽ sớm quay trở lại với những dự án âm nhạc cho các khán giả yêu quý của ấy giống như mình. Trời ơi, thấy không mọi người? Một cái bàn đầy yêu thích. Đây là nơi mình sống mọi người à. Còn nhà nào là nhà của mình thì mình không chỉ cho mọi người đâu. Kim Bruno. L-O-V-E love, tình yêu đồ. Yeah. No, I don't want to destroy this table. No, I don't destroy that. I go over there. Alina. Mấy cục to to vậy mọi người. Mấy cục to to vậy đó. To rồi cứng vô. Mình đúc nha. Where is he? Where? Waiting. I want to take a picture first. Húp hết cái ghế này đi. Làm cục to to vậy.
Mọi người ơi, mình nói tiếng Anh dở mọi người, nên là các bạn có đừng có chê mình nha. Bữa nào mình sẽ kể mọi người nghe. Qua đây cái một tháng này mình học chăm chỉ tiếng Anh lắm. Ở Việt Nam mình nói tiếng Anh theo kiểu học lỏm mọi người. Chứ mình lên trường học, trung tâm học rồi có 2 tháng à. Hồi đó mình học ở trung tâm không gian á. Mà chán, mổ lên là buồn ngủ. Ráng 2 tháng học không nổi nữa. Xong còn tháng mình nghỉ. Nhà trường đi gọi điện tiếp. Học đi. Rồi cái mấy tháng sau đi học tiếp 1 tháng nữa. Chán nghỉ tiếp. Không thể nào học được. Mình chỉ thích học lỏm từ người khác thôi. Là mình nói tiếng Anh theo kiểu nói tiếng bồi. Xong bây giờ qua đây nè. Bạn sống ở một đất nước ở nước ngoài á, mà mình rất may là ở thành phố của mình á là những cái công ty quốc tế người nước ngoài nhiều. Mình nghĩ là thôi tiếng Đức thì không phải dễ. Mình học và mình lấy bằng tiếng Anh trước. Vậy là một tháng nay mình đã cày được 2 cái bằng tiếng Anh rồi mọi người. Còn 3 bằng nữa thì mình sẽ lên trình độ C. Do you want to look how I make the board big board for you? Đó, để mình học xong mình mới khoe với mọi người. Yeah. Look, Alina, look, you see how big for you. This is a big gift for you. Oh, it's nice, huh? Mình bắt đầu chảy nước mũi. Mình có thể để cái chơi này ở đây rồi mình ra mình chơi. Dạ. Dạ. Mọi người, mình cũng không kịp mang giày nữa. Mình mang đôi dép trong nhà mình chạy luôn. Mình mang đồ ngủ mình chạy ra luôn mọi người. Đây mọi người, đẹp không? Wow, so beautiful, huh? It's messy. What kind of flower? Do you know that? Rose. Rose. Nhìn cái lá này nè mọi người. Mình không nghĩ là hoa hồng nhưng mà nhìn cái lá này thì nó là hoa hồng. Oh, đẹp quá. No, look. I'm really frozen. My other shoes were really good. Yes, I think so, but because I want to go out quickly, that's I think I have to go inside. Cả nhà ơi, bây giờ thì Ngân phải chào tạm biệt mọi người thôi, đi vô đánh răng nè, rửa mặt nè. Cái mặt sưng ú nâu ú nâu. Và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ đăng ký theo dõi cho kênh của Ngân nha.